afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review về show mới có tên là Người bán đồ cổ với trang phục bạch trạch, một trang phục S rất là xinh luôn, mọi người thấy không? Mang phong cách Trung Quốc. Đây, mình sẽ im lặng một chút để cho các bạn xem cái showroom của skin này ha. Rồi, có tiếng sáo thổi. Này là con hươu đúng không? Hươu mình nhìn đuôi giống đuôi của mấy con hồ ly quá vậy. Hay là do mình cảm nhận nghệ thuật nó khá yếu. Về cái nhân vật này thì sẽ có một cái chiêu thức, đó chính là cây sáo, và nó sẽ hóa dài khi mà các bạn sử dụng kỹ năng của nó. Thì đầu tiên ấn vào cây sáo thì sẽ được tăng tốc độ di chuyển và sẽ có 3 hướng đánh: trên, trái và phải. Nếu các bạn kéo xuống phía dưới là sẽ lộn qua địa hình. Và cái lộn qua địa hình này nó bị nếp ở một số vị trí ở trong bản đồ rồi, nó không còn bá như trước nữa. Nếu như mọi người sử dụng skill mà không làm choáng Hunter thì trong vòng 1 giây rưỡi sẽ làm giảm tốc độ di chuyển của thợ săn. Cũng khá là ổn, nó chỉ được 1 giây rưỡi thôi. Nghe thì ít nhưng mà thực sự nó rất là nhiều của ai đây. Còn nếu như làm trúng thì trong vòng 5 giây thì thợ săn sẽ bị ôm cái tay. Tôi đau đớn, tôi gục ngã đó. Thế lúc đó là không có thể nào ra đó đánh thường được. Trời ơi. Ok, mọi người thấy mình đang có một cái nội tại ở phía bên cạnh hình con ruồi không? Trong vòng 18m mà thợ săn ra được 2 đòn đánh thì các bạn sẽ được tăng tốc độ thả ballet 5% và stun được thêm 5%. Cũng rất là ngon, nó maximum được 2 thôi. Cái nội tại này nó sẽ liên tục được sử dụng ở trong đây. Nó không có gọi là vĩnh viễn, đúng không? Nó chỉ có khi nào qua khỏi cái vùng đó là bắt đầu nó sẽ tích lại. Trận này thì mình mang 39 nha. Lẽ là mang 36 để đi cứu ghế rồi. Nhân vật này cứu ghế rất là ngon nhưng mà không để ý cho nên cầm 39 rồi. Có vẻ cái nội tại này nó sẽ tồn tại khi mà các bạn đập ván xong rồi nó sẽ mất. Mình nghĩ là thế. Wow. Hunter mà dí thì cứ ấn vào cái sáo ha, để mình vung cái sáo tăng tốc độ di chuyển lên thì sẽ có một cái gì đó rất cũng ok. Ok, bậc thầy địa hình rồi, mới đầu game mà cho Jack ăn 3 cái ván là rất là ổn áp rồi. Đồng đội sửa máy đi. Mà cái thanh niên đào vàng cứ quẩn của bên đây mình. Sao, tớ liền. Ngày hôm nay cũng ra chế độ mới, cũng khá là hay, mọi người vô test rất là vui. Trưa nay mình chơi một trận họa sĩ, gặp được rất là nhiều bạn cũng kiểu biết mình, xong rồi chọi bom kinh khủng luôn, chọi bóng. Cái thanh niên này không có đi sửa máy, cứ chạy đâu đâu ấy. Này, gặp tiên tri ở đây nữa. Nãy giờ mình đập Jack 3 cái ván rồi mà máy mới được có 1 cái. Khổ ghê. Cài rõ nhiều chứ có ít đâu, mà mới sửa được có 1 máy à. Nhân vật này có tên là Thích Thập Nhất. Nếu mà đọc theo tên của bên tiếng Anh thì là Chi Sử Y. À, bên Trung chứ, Chi Sử Y. Thập Nhất là 11 á. Sử Y. Nội tại của nhân vật này có một cái nữa, đó chính là dấu chân sẽ được mất nhanh hơn ở những sơ khác. Còn kiểu như là chi tiết là bao nhiêu giây hay cái gì đó thì mình thấy cũng không quan trọng lắm. Chỉ nói như thế sương sương là được rồi. Một điều nữa là nhân vật này mở cổng chậm nhá. Cho nên là khi mà có đồng đội là để cho đồng đội mở cổng. Còn khi nào có một mình thì mình hẵng sờ vô, còn không thì để cho đồng đội. Chứ không là cũng hơi bị lâu đấy. Một giảm khoảng 30% tốc độ mở cổng. Wow. Mình thấy trước thì ở trong server test, lúc cái thời gian mà mình làm clip test thì nó rất là mạnh. Nhưng mà vào trong cái bản chính thức thì ngày hôm qua nhẽ ra là nó giảm trong server test rồi. Nhưng mà mình thì cũng không có thời gian để vào trong đấy. Cho nên là thôi kệ đi. Rồi xuống hầm. Khổ ghê. Thật sự cái rất là nhiều nhưng mà đồng đội không muốn đi sửa máy, phải chấp nhận thôi. Rất là lâu, máy thì sửa bao giờ mới xong. Và tất nhiên khi mà chơi mà gặp Hunter nó dí á, thì mình cũng cố gắng làm sao vụt cho nó trúng địa hình, nó bị choáng và nó sẽ bị 5 giây khóa đòn đánh thường.
thì mình thấy cũng rất là ổn. Mọi người cũng có thể là tận dụng 5 giây đó, nó cũng gần gần bằng con cú của tiên tri rồi đấy. Rất là an toàn. Mình di chuyển, mình chạy đi chỗ khác. Nếu như mà cứ bị khóa đòn đánh thường như thế thì mình thấy cũng rất là ổn. Nhưng mà không biết sao, nhưng mình trước mắt là mình gặp mấy hân trong server test ấy. Ví dụ như hôm nọ gặp con nhỏ nào ấy nhỉ? Nhỏ Madame đúng không? Con nhỏ đó nó vẫn dùng bling được nhá. Ờ, nó vẫn dùng bling được. Trời ơi. Ờ, từ từ tôi xuống tôi heal cho nè. Khổ quá à, còn có máy một. Mấy ông bà chơi vậy là chết tôi rồi. Ôi, ông nào vào cũng không đi ra chỗ khác, ông cai đấy, ông cứ đi xuống cái khu vực hầm nữa, ông cai làm gì không biết. Ôi, bà thợ vườn cũng đi sửa máy, đi xuống đây nữa. Đỡ tôi mệt mỏi ghê. Trận này mọi người chơi làm sao vậy? Sao lúc đầu không nói vậy đó? Về cái bộ trang phục S này thì mọi người thấy nó rất là đẹp ở xung quanh bộ trang phục. Rồi xong. Chán ghê cơ, thiệt chứ. Ok ok, heal. Xung quanh bộ trang phục này sẽ có một vài cái đám mây giống như là tranh cổ trang ngày xưa ấy. Nó xung bao vây xung quanh. Cái sáo thì tất nhiên là sẽ đẹp hơn cái sáo trúc ở cái bộ trang phục thường rồi. Đợt này thì tạm thời, nếu như mà mọi người có cái thẻ vĩnh viễn làm nhiệm vụ sự kiện đợt trước ấy, thì cũng có thể đổi nó. Rồi vô chơi tiếp thôi. Sửa máy còn máy cuối này, chán ghê cơ. Đối với những cái bạn nào mà chuẩn bị pra máy á, mà sửa máy cùng mình thì cũng có thể là để cho bạn nữ này nổ, chứ đừng có để cho kia nổ. Cái đối phương mà partner đang sửa máy khúc cùng á, thì nên ra cổng trước để chờ mở cổng ha. Chứ đừng có để cho GC chạy ra cổng mở thì mình thấy nó cũng hơi bị lâu, mở cổng lâu lắm. Sương Sương là cũng chị em với Jimmy Tập Kỹ, ra cổng đi. Ra cổng đi để mình đứng đây mình ram cho. Thợ săn di chuyển hả? Nổ. Yeah, ok. Mình không biết nó đang đi hướng nào nữa cơ. Cái sáo của mình nó còn nguyên kem nguyên trinh mọi người. Mỗi lần mà xài cái sáo như thế sẽ mất 25 giây để hồi chiêu. Cho nên là sử dụng nó cũng phải tiết kiệm. Dùng liên tỏi. Một lần như vậy thì các bạn cứ thấy cái chỗ nào mà nó hiển thị màu xám lên không có số á, thì các bạn dùng. Còn có số thì không có dùng được. Hướng nào mà đang có số thì hướng nó không dùng được. Sương Sương là thế. Thợ vườn. Khả năng cao là nó sẽ cho thợ vườn lên ghế và tele lo cổng cái thông. Mình đoán vậy. Cho nên là mình sẽ chạy sang bên đây để mình núp mình cứu thợ vườn trước. Ok, tới liền. Bật cái skill sáo lên chạy nè. Đấy, mọi người thấy tốc độ chạy nó nhanh liền luôn, đúng không? Cái sáo rất là dài, cứ cần dùng nó sẽ dài, còn không nó sẽ ngắn lại. Đúng là vũ khí của ta mà. Đấy, di chuyển nhanh hơn, đầu đầy quả. Yo, mở cổng thôi. Ủa, tôi có mang nhánh 6 hả? Ủa, vậy là bạn này mang cái nhánh gì vậy? Vậy là 96 rồi. 96 chắc luôn. Má ơi, cứu tôi. Mà may không có sửa máy cuối đấy. Vô. Đâu rồi, bạn tiên tri đâu để mình tới mình support cho nè. Chứ nãy giờ vẫn chưa được dùng cái quả skill này. Nó hết mắt đỏ rồi, đi vào cổng luôn, hết mắt đỏ rồi. Nè, vô. Ôi chết rồi, thọc nhầm rồi. Tiến liền. Ủa, sao tôi vẫn thấy nó có mắt đỏ ra? Ủa, nó vẫn có mắt đỏ hả? Ủa, nhìn rõ nhìn thấy mắt đỏ. À, không phải. Tại do mình không có cầm nhánh 3 cho nên là mình không có nhìn thấy cái chỉ số của cái mắt đỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, phải không? Ờ, đúng rồi. Trời ơi, tôi quá mệt mỏi. Tôi đau đớn, tôi gục ngã mà. Thôi đi vô, đi vô. Có hầm ở đây rồi, đi vô cho tiên tri nhảy hầm là thắng đó.
Thì mệt mỏi ghê. Ok mọi người đừng chuyển kênh nha, mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. Về căn bản, những cái bộ trang phục S thường thường là nó sẽ có những cái hạt chấm chấm phát sáng rớt ra xung quanh trang phục. Thứ hai là ở dạo gần đây thì sẽ có một vài cái khói. Như bà này thì có vài cái đám mây tranh kiểu thủy mặc hả? Ừ, mình nghĩ có cái bức tranh gọi là thủy mặc cái gì đó, nó có vài đám khói nó cứ bay bay ra này. Nhìn rất là mờ mờ ảo ảo. Cái bộ trang phục này nhìn cũng rất là giống bộ trang phục của mẹ của Lệnh Phi, Vệ Yến Uyển trong phim Hậu Cung Như Ý Chuyện. Mình lúc đầu mình nhìn bảo ủa, ở cái gương ở đó, hết hồn, nghe tiếng gương là né liền. Mọi người có thể xem qua một số cái kỹ năng, một số cái gọi là nội tại thông tin về nhân vật này để trong lúc rảnh rỗi mình không có gì làm thì mình ấn vô cái phần mà cạnh cái phần ping ấy để mình xem. Hiện tại thì mình vẫn chưa có đủ niềm tin để mà chơi game này bằng wifi nữa. Game khủng điên, wifi khủng điên, mặc dù đã đổi rồi nhưng mà vẫn chưa có niềm tin, vẫn chưa có nhiều động lực để dùng wifi. Mặc dù là nó ổn. Mà mình tính ngày mai livestream nhưng mà ngày mai phải lết cái mu đi họp. Không biết là bao giờ về, đi từ nhà lên trường cái 2 tiếng xong tối lại lặn lội về. Nếu mà sớm sủa khỏe mạnh gì đó thì sẽ stream cho vui vẻ, vui nhà vui cửa. Không thì thôi, để thứ bảy đi. Tiếp tục sâu những màn dơ dái. Rồi, đẹp rồi. Thường thường ở châu Á thì sẽ tóc đen là chủ yếu. Mấy cái bộ trang phục từng chủ yếu châu Á là nhiều. Giống như cái bộ trang phục Lan Khuê trưa nay mình review đấy. Rất là đẹp, đúng không? Trời, soi bà mù, ác ghê. Soi đúng decoder. Không mà tính ra soi mới decoder cũng ok. Tại vì là thường thường á, là cái người đi cứu á, soi cũng hơi bị khổ. Cứu nhiều khi cũng khó, nhiều khi bị cam xa nó tới cái hướng cam xong bách gương về cũng rất là mệt. Thôi, xoay qua bắt mù luôn kìa. VIP. Một sự đánh đổi rất là mạnh. Đây 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 vào đây vào đây vào đây vào đây vào đây. Yo. Ủa. Trời đất ơi, tôi đánh kiểu đó mà không trúng mọi người ạ. Dừa. Rồi nó bị khóa kỹ năng nha, khóa đòn đánh. Mình sẽ bay qua cửa sổ này. Rất là ok luôn đúng không? Yo. Rồi, tiếp tục. Không thể nào ra đòn đánh thường được với mình cả, cho nên là mình cũng cảm thấy rất là thoải mái. Rồi, kỹ năng của cái chiêu phía bên tay trái sắp hồi rồi. Nhanh mà. Rồi nó dí tụi luôn. Được á, đừng dí bà mù, để bà mù đi sửa máy đi. Rồi, chuẩn bị thọc cho con cái nè. Tập 2 nha quý vị. Đánh mẹ hả? Nè. Dừa. Mọi người cũng có thể đảo cam ra phía đằng sau và thực hiện cái skill cũng được nha. Không có nhất thiết phải là mặt đối mặt đâu. Chỉ cần quay cam đằng sau là lúc đó dùng được rồi. Ôi. Gương trí tuệ vậy má. À không nha. Cái gương đúng hay nha. Chê chê thôi chứ gương sạch xỉu. Sửa máy đi. Cứu tôi. Có những lúc mà Madam vừa tạo gương hoặc là Madam thực hiện tư thế mà xoay mà các bạn dùng cây thọc vô háng nó thì nó vẫn bị hủy chiêu như bình thường. Bởi vậy nhìn cũng rất là ổn áp, cũng rất là hay, đúng không? Cho nên là nhiều khi mình chơi theo kiểu du kích, đâu nhảy ra thọc cho một cái, cảm giác nó cũng rất là ổn. Nhiều khi nó bị mất chiêu cũng rất là vui. Thực hiện những cái như là bổ trợ tele. Trời ơi, cái nhất là cái tele rất là bực mình. Nhiều khi đang định tele chơi 82 vậy về cam ghế thì mấy con nhỏ ví dụ như mỹ nhân đâu ra nó xịt cho một cái, thì cuối cùng là mất luôn cái tele. Còn có điên không? Tức không? Tức á. Giờ là phải cay chay nè. Rồi. Và cái bà này bà thích thập nhất. Nên đặt cho là tên gì đấy ta? Đặt tên thì chứ tự nhiên gọi thích thập nhất nghe nó dài dòng quá. Thôi từ từ để suy nghĩ đấy nhá. Chứ tên dài quá. Thích thập nhất.
người bán đồ chơi. Ở lộn, người bán đồ cổ. Nhầm má. Nhầm. Ủa, mình tưởng cái máy đó sắp ram rồi. Từ để tôi ra nè, không có ai hiểu hết chứ. Lục hòm mà ra cái gì không? Muốn ra kim tiêm. Nhờ khi cái kim tiêm nó rất là quý giá nhá. Lúc đầu đầy máu thì chê chứ nửa máu là cần lắm ý. Để ra me me xem sao. Vậy là khả năng cao là nó đá máy rồi. Mà mấy bà không chịu nổ đi trời. Mình đứng từ xa mình cứ tưởng nó nổ rồi nhưng mà không. Chắc nó mang đá máy rồi. Hay quá, tưởng sao tôi chắc tôi xỉu quá. Ok. Mất người. Ugh.